Dạ Tân xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là đi chợ sáng thứ tư 23 tháng 3 nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay đi quay cập nhật giá cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hổm gài mực với lại ốc tỏi rồi kia nọ mấy cái kia nó rất là rẻ cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào ăn thì nhắn tin đặt hàng Tân nha. Đúng có con một luôn, hàng khủng luôn. Vô đếm nha cô chú anh chị. Con này 40.000 hay 50.000 ký là bự rồi. Quá luôn. 50.000 thôi. Để xíu quay lại mua con cá giò nhỏ nè. Kiếm giò đếm bự không có. Wow, cá sơn đá hàng hiếm, hàng hiếm. Mấy tháng rồi mới thấy nó lại nè. Lâu lắm đó. Lâu lắm rồi đó, mấy tháng rồi đó. Hơn nửa năm rồi mới thấy lại nè. Ta mua quá trời. Rồi. Này là cái nhiêu tháng ngon quá trời. Đây là giá nhiêu? Trăm mốt, trăm hai mà cái này không có nhận đâu. Quay bữa nay may mấy cô chú anh chị đặt cũng không có đâu nha. Thì mấy tháng trời, 5-6 tháng, 7-8 tháng rồi mới vô lại nè. Ủa ôi, con cá nè. Ngày mới gì đó, đừng cuối với lại. À. Ôi. Có món biển hay vậy? Quá khủng luôn, có 2 con này. 2 con hả? Ngon quá vậy. Có cá lưỡi trâu không bạn? Giá nhiều. Giá nhiều. Tầm tư hả? Không có cá bán cho mắc vô. Cá lưỡi gì? Không có lưỡi. Hôm qua là không có luôn, bữa nay được miếng nè. Hôm qua là mấy người kia mua không có luôn. Còn mấy ký. Lưỡi này nhiêu nè, vô bán mua lại chục ký thôi. Thiệt à. Lưỡi này bữa nay nhiêu? 4.000 ba ơi. Cao vậy? Bớt, này bớt được nữa. Không bớt được nữa. Số, lấy ra coi. Lấy nhiều ký. Lưỡi này 2 con, 3 con ký hả? 2 con. 3 con ký. Mày không có lưỡi bán mắc dữ vậy tao. 4 kg lưỡi lớn rồi. Đấy mày không có lựa ra luôn hả? Lấy bọc ba bọc. Có nhiều không có đủ đâu. Hay trên đó hay dưới có mấy cho người ta lấy luôn à. Cái gì? Thì dưới của đua dễ đưa cho nhàn đi. 4 kg nhiêu đó được rồi. Đưa cho nhàn miếng đua nè. Coi cho đủ nó 9 ký đi, bớt cái rồi không đủ 9 3 bịch cho nó đi rồi. 3 ký hả bạn? 3 ký 3 bọc. Mà không có lưỡi trâu. Nó gì lưỡi gì? Tôi nói chợ không có. Mắc. Không có. Bình thường có 130 bữa nay không có độ 140. Lưỡi lớn á. Đầu bóp nay nhiều sao? Năm mươi lăm ngàn cái đầu không có lên. Lỡ em 5 ký đầu trẻ giùm em à. 5 ký em đâu? Hay à? Muốn quay đâu có tiếng đâu không? Sao không? Nhưng mà anh sẽ làm tiếng khác vậy đúng không? Lấy anh 6 ký à? Khoai này bự quá cô chú anh chị, quá tươi luôn nha. Hôm nay có đục gai không? Không có đục xương. Cá này bự ngon quá hả? Má. Cảm ơn quay mà nào có gì không? Đây nó đẹp không ạ? Lấy 45 cho dễ tính tiền, lấy 9 ký rồi. Mua 45 ngàn vốn rồi đại vừa.
Lát chút. Dạ. Lấy em bịch 4, bịch 5 đây. Đi vòng vòng kiếm giáp chỗ ở chân được, có chỗ này có lục mỡ nè. Lục mỡ, lục gai, lục béo nó đúng không vậy? Có nhiều cơ kêu này kêu. Không. Y5 5. Rồi thay dây luôn rồi coi chú anh vậy. Ai mua thay dây thì thay dây. Trong dây này hết gần 200 gram hả? 250 gram. Thay ra tôi nó mất. Lựa cho cô nè, cô ngon. Cái này con lựa nha cô, có gì mà ấy cô mắng vốn con nha, cái này con lựa đó. Lựa cá cũng lựa quay qua lựa cua luôn, chứ đừng để mấy cái tay này. Tay này bán nè. Gian ác lắm nha, bị lừa đó. để hắn lựa là bị lừa. Cười. Sợ rồi. Để tôi lựa cho chắc ăn khách. Cua nào nấy giờ dục như đá vậy, con. Khách tôi chửi tôi cũng mãn nguyện nữa không? Để ông lựa, chửi tôi tức lắm. Năm trăm lấy 490. Cũng kêu giao 550 nữa chứ, ác thiệt chứ. Hả? Kêu giao 550 nữa ác thiệt chứ. Cua này giá thị trường là từ 600 ăn lên. Người ta bán giá thị trường là 600. Người ta bán ngoài khác không ơi, tôi bán đây khác không ơi. Tôi nào trăm mấy như vừa đâu lấy 5 kg anh vừa nào ạ? Hả? Giá nào chỉ ơi? 120, 130. Lấy 120 đi cho nó bự hơn, lấy 5 kg rồi. 101 nhổ quá. 150, 160 bự hơn nữa hả? Này là 150 hả? 5 kg nha. 30 ngàn bịch, lấy 20 bịch nè. Hết luôn rồi hả? Không chứ, còn nhắc. Mới nhắc này hết vậy hả? Thôi nói là hơn giờ mới 2 thùng nè. 2 thùng à. 20 bịch với lại 8 bịch nè. Là 2 phần. 5 kg. 20 bịch là nhiêu? 10 kg. 10 kg. Ủa, dữ vậy ta? Hôm nay không có mua lộn không? Mua nhiều dữ vậy ta? Hay mua bán ta? Hả? Này mua bán hay gì mua dữ người ta? Vậy ta bán, vậy ta bán. 20 bịch. 20 bịch với 8 bịch. 8 bịch là 2. Coi đẹp bên này nhiêu? 80, lấy 80 phải không? 4 hộp. Cua xay mà lựa ngon giá nhiêu? Hả? 50 ngàn. Lấy 3 cái hay gì vậy? 3 kg nha. Hến là 65 ngàn tí hả? 65 ngàn tí hến. Này giá nhiêu ạ? À? Này giá nhiêu ạ? Bữa nay ở 270. Thì bán mắc 170 nghỉ mua à. Còn mấy cái? Giá thiệt đi. Giá thiệt đúng không ạ? Ừ. Cười. Nói chứ giá nhiều. Giá thiệt luôn. 160 lần. 160 được rồi. 160 đi, lấy con 5-7 kg. Giá cá thu mềm lắm rồi bạn ơi. Cá thu đầy chợ rồi bạn ơi. Trả giá cho khách hàng rồi chứ. Nói nào nói giỡn, giỡn cái nào nói thiệt thiệt chứ.
còn biết giá rồi nữa không, quá đẹp. Khứa đi bạn, căng khứa đi, còn nhớt luôn hả? Cá còn nhớt luôn hả? Má xanh này như vậy chị 80 hả? Xong lấy 75 đi, bữa nay lên giá nữa vậy hả? Bữa nay đồ em biết cút là biết bao nhiêu không? Cút biết nhiêu luôn hả? Cái này bự luôn hả? Cái đó cũng mắc xanh nữa đó, mà nó rẻ hơn. Cũng xài này đi, xài nó không được đâu. Cái này lấy 5kg đi làm à. Chim trắng một coi. Bữa nay giá cũ hả? Chim trắng cho anh tăng nhiêu hả em? Giá cũ hả? Cá phèn. Phèn gâu, có gâu nè. Cá hố nè. Hố vip nè, hố vip này 100 mấy, 130 hay nhau. Hố nhiêu à? Hố giá thôi, chứ có mua ở đâu cả. Nục mọng nè, nục này chiên giòn của chú anh chị. Làm nước mắm chua, rau sống kẹp vô nha. Rồi ăn rồi. Ăn là hết giờ luôn. 55.000. 5kg dao mà cơ. Trời ơi, cá cứng ngắt luôn à. Số này chắc cả 130. Không. Để coi mấy cái cá chim. Chim én, để coi á. Bữa 24 bữa nay mất nhiêu. Tôm đất bữa nãy lên 20.000 của chú anh chị à, 2.1 luôn. Hết nước à, còn có mấy thùng thôi à. Hãy đi qua làm đi nha. Có tay, quá lên rồi. Con lao, con lao. Con lao này bữa nay 150 của chú anh chị. Con lao giờ nó lên giá, bây giờ khô nó lên, nó cũng lên theo. Ông Tèo cũng nghĩ bán khô, giờ bán giờ 200 mấy luôn trời. 240 luôn á. Khô á. Lấy luôn chưa? Lấy luôn. Gì vậy? 2kg mấy hả? Cái của em là nhiêu con? Con em vô nè. 3 mấy con? 2 mấy con cân. Nhiều hả? Này là 2 mấy con. 2 con á. Này 2 mấy? 7-8 con rồi. Nhiều hả? Bán nhiêu hả? Nhiêu hả? Em tư tôm thẻ gãy mất chứ nè. Lửa bự gì má ông? Khỏi lửa, súp xô lại này, lửa gì nữa lửa. Súp xô nó hơi xà le à. Xà le gì đó. Lụm đây lụm 2kg với lại có nhỏ hơn 2kg nè. Nhỏ hơn nè. Đâu? Ba mấy con hả? Nhỏ hơn ba mấy con hả? Nhỏ hơn ba mấy con hả? À, lấy 2kg nhỏ này đi. 2kg lớn. 2kg bự cho bá hả? Rồi, ốc tỏi bữa nay mập lúc luôn. Rẻ ghê luôn cô chú anh chị ơi. Lớn thì bữa nay có 140 à. Giòn giòn thì 130, nhỏ xíu nữa thì 120 luôn nha. Nào mập nè. Cái ốc tỏi bông đó, lúc nào không lúc nó ốm nhất hơn mày. Giá rẻ à. Rẻ là nha, mấy chục hả? 80.000. Nè. Nó không có mập, nó không có bằng mặt như con ốc. Ốc tỏi này nha. Ốc tỏi vàng nó mập hơn. Lúc luôn á. Tới miệng luôn á. Bữa nay nó thục lúc rồi. Phải nó rẻ tiền hơn là vậy. Sò lông, sò lông. Sò lông gà rẻ cho anh nãy. Còn có 200 mấy. 100.000 sò lông cồ vậy đó hả? Đó là 200 con á. Này lông nhung đó hả? Thông thường à. Đó cũng sao. 100.000 là thôi, còn lớn nha cô chú anh chị. Mày là mua không có bảo đảm giá nha, nó lên xuống thất thường lắm, có lúc 100 mấy, 140, 150 luôn.
này rẻ, nhỏ nhỏ này mấy chục hả? Nhỏ nhỏ 55.000. Quán xài thường xài mấy cái loại nhỏ, có loại nhỏ hơn trong. Sạch khờ em khô bự không chị? Nhiều à? 90. Có nhiều không? 5 kg à? Rồi bán 87.000 rồi. Chút lại đi. Sao không có khờ có bự không vậy? Nay mua lại cho anh luôn. Còn nhỏ hơn. Lấy con lớn đó đi. Cũng có cái khờ hôm qua đợi. Đợi hôm gà không có không mua đại đi. Ông đợi ông nhắn hoài. 5 kg đúng 5 kg hả? Ờ 5 kg dao. Này 4 con 1 kg hả? 4 con. Cái này nên nướng. Nướng hả? Nướng à. Nướng ngon hơn phải không? Dạ nướng ngon. Nướng mỡ hành. Ngao tím của chú anh chị, giờ nó nhiều. Năm nay nhiều rồi, năm trước không có đâu. Này dịch quất qua không được á. Nó ăn không có đi xuất khẩu được phải không? Nên nó bán ở Việt Nam chứ không có đâu còn đâu ăn. Xuất khẩu á. 2 kg rồi mà. Không làm cả. Thôi hôm nay quay clip tới đây, đang tạm dừng clip ở đây nha cô chú anh chị. Gãy vuông không à. Gãy vuông gãy 430. Này 5-6 con. 6 con ký 430.000 mà gà vuông chứ không phải gà biển cô chú anh chị. Gà này nó không có chắc thịt nên không gà ta có nhận mua. Tại vì gà vuông nó thịt nó ít lắm.